Nga ký hợp đồng với Huawei, bức tường 5G chuyển đổi thế giới. Giới quan sát nhận định rằng việc Nga ký thỏa thuận với Huawei để phát triển mạng 5G cho thấy chiến tranh lạnh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ ngày càng leo thang một cách trầm trọng. Hồi giữa tuần vừa qua thì Huawei vừa ký hợp đồng với MTS, là nhà mạng lớn nhất của Nga, để phát triển công nghệ 5G và xây dựng mạng lưới 5G tại Nga vào năm 2020. Trước đó thì Trung Quốc cũng đã thông qua việc cấp phép sử dụng thương mại mạng 5G. Truyền thông Trung Quốc mô tả đây là thời kỳ mới của ngành công nghiệp viễn thông. Tất nhiên Huawei sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch này. Tập đoàn có trụ sở tại Thâm Quyến cho biết cũng đã ký hơn 45 hợp đồng thương mại 5G với 30 quốc gia trên toàn thế giới. Những con số này thật sự là không nhiều với Huawei kỳ vọng. Trong vòng 2 tháng qua thì Nokia ở Phần Lan đã ký 12 thỏa thuận 5G mới so với 3 của Huawei. Dù công ty của Trung Quốc được đánh giá là đi đầu về công nghệ 5G và bán sản phẩm với mức giá phải chăng hơn đối thủ rất nhiều. Thời gian vừa qua thì Huawei đã trở thành mục tiêu bắn phá trong cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Đến nay thì giám đốc tài chính của Huawei là Mạnh Vãn Châu vẫn đang bị bắt ở Canada. Công ty này bị cấm làm ăn với các doanh nghiệp Mỹ và chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang gây sức ép buộc nhà nước đồng minh tẩy chay Huawei. CNN dẫn lời nhà phân tích James Griffith, tác giả cuốn Great Firewall of China, phong hỏa trưởng thành, nhận định rằng quá trình này sẽ tạo ra một bức màn sắt chia rẽ thế giới. Các nước đồng minh của Trung Quốc, ví dụ như là Nga, hoàn toàn không có vấn đề gì với Huawei và sẵn sàng mua phần cứng cũng như là dịch vụ của hãng này. Trong khi đó thì Mỹ và một số quốc gia đồng minh, điển hình là Australia và New Zealand, quyết định tẩy chay Huawei. Nhưng ở giữa thì rất nhiều nước ở khu vực châu Âu vẫn là thị trường truyền thông thân Mỹ hơn là thân Trung Quốc, đang lưỡng lự và vô cùng tính toán, bởi cấm Huawei đồng nghĩa với việc chậm triển khai mạng 5G. Nhà phân tích Griffith cho rằng ở thời điểm hiện tại thì Mỹ sẽ chậm chân hơn Trung Quốc về công nghệ 5G. Tất nhiên Mỹ hoàn toàn đủ sức đuổi kịp và vượt qua cả Trung Quốc, nhưng điều đó cần thời gian và rất nhiều công sức. Với ông Griffith và rất nhiều chuyên gia thì kịch bản xấu nhất là chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ chia rẽ hoàn toàn thế giới, buộc chính phủ các nước phải lựa chọn là một là Washington, hai là Bắc Kinh. Trong khi đó thì hạ tầng Internet thế hệ mới sẽ bị chia thành hai vực, đó là chính là Đông và Tây. Tồn tại trong từng khu vực công nghệ riêng biệt không đơn giản chỉ là việc tham gia vào nguồn cung ứng riêng. Việc các quốc gia trên thế giới, mỗi thỏa thuận kinh doanh và quyết định đầu tư đều mang tính chính trị rất là cao. CNN dẫn lời nhà chính trị Tim Cooper phân tích. Chuyên gia Griffith cho rằng sự tồn tại của hai hoặc ba khu vực công nghệ tách biệt sẽ dẫn tới sự hình thành của những tiêu chuẩn và quy định riêng về Internet và công nghệ tại từng khu vực đó. Và hãy nghĩ đến cuộc đối đầu giữa iOS và Android với sự cực đoan vượt xa, ông Griffith so sánh. 5G với tốc độ cực nhanh kỳ vọng sẽ đưa thế giới xích lại gần nhau hơn, nhưng sự chia rẽ vì Huawei có thể khiến 5G trở thành bức tường ngăn cách giữa hai thế giới, ông Griffith nhấn mạnh. Đến lượt Facebook, Instagram quay lưng lại với Huawei. Hàng loạt các ứng dụng mạng xã hội phổ biến toàn cầu sẽ không được cài sẵn trên điện thoại của Huawei, theo Reuters. Theo nguồn tin riêng của Reuters, thì Facebook không cho phép cài đặt sẵn các ứng dụng của họ, bao gồm cả Facebook, Instagram và WhatsApp, lên ứng dụng điện thoại Huawei trước khi được bán ra. Đây là trở ngại tiếp theo sau hàng loạt các đối tác quay lưng lại với tập đoàn của Trung Quốc vì lệnh cấm vận của chính quyền Mỹ. Khách hàng thì vẫn có thể tự mình cài ứng dụng, nhưng khi mua máy về thì Facebook hay là WhatsApp và Instagram không được cài đặt sẵn, và Huawei chưa đưa ra bất cứ bình luận chính thức sau động thái của mạng xã hội lớn nhất thế giới. Trước đó thì Google tuyên bố ngừng cung cấp dịch vụ Android cho điện thoại Huawei sau thời hạn gia hạn 90 ngày do chính quyền Donald Trump đưa ra kết thúc vào tháng 8 tới đây. Và các dịch vụ cốt lõi như là Play Store, Gmail, YouTube thì cũng không còn được hỗ trợ trên thiết bị mới của Huawei. Tuy nhiên thì những chiếc điện thoại Huawei đang hoạt động trên thị trường hoặc là những model đã sản xuất nhưng vẫn chưa bán ra thì vẫn sẽ sử dụng một cách bình thường. Ngược lại, lệnh cấm của Facebook áp dụng với mọi điện thoại Huawei chưa xuất xưởng, không đề cập đến mốc thời gian. Và theo nguồn tin của Reuters, từ ngày 15 tháng 5 thì chính quyền Donald Trump đã cấm các công ty Mỹ cung cấp công nghệ cho Huawei. Đây là một phần trong chiến dịch dài hạn chống lại tập đoàn này. Và Mỹ cáo buộc Huawei quá gần gũi với chính phủ Trung Quốc và các thiết bị mạng viễn thông và sản phẩm khác của họ có thể phục vụ cho hoạt động gián điệp. Nếu mua điện thoại Huawei không có sẵn Facebook thì hiện tại người dùng vẫn có thể tải xuống từ Google Play, nhưng những thiết bị sản xuất sau tháng 8 lại không có kho ứng dụng này, trừ khi chính phủ Mỹ thay đổi quyết định của họ.
Huawei từng tuyên bố đã chuẩn bị cho hành động của Mỹ và sẽ tìm ra cách khắc phục mọi trở ngại. Google chặn Huawei dùng Android vì sẽ đe dọa an ninh của Mỹ. Theo nguồn tin của FanTime tiết lộ rằng Google cho rằng an ninh của Mỹ sẽ bị đe dọa nếu Huawei không được dùng hệ điều hành Android chính chủ. FanTime cho biết Google muốn phản biện với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về lệnh cấm vận Huawei. Google cho rằng trong trường hợp Huawei sử dụng phiên bản Android tùy biến từ dự án máng nguồn mở khác, thì an ninh Mỹ sẽ bị đe dọa vì nguy cơ tấn công an ninh mạng. Có một tình huống có thể xảy ra nếu Huawei bị cấm vận kéo dài, thì đầu tiên hãng công nghệ của Trung Quốc sẽ tạo ra một nền tảng Android không bao gồm các dịch vụ của Google. Tính năng đặc biệt quan trọng của Google là Play Protect, công nghệ tự động quét phần mềm độc hại, virus và các mối đe dọa bảo mật cũng sẽ không có mặt trên điện thoại của Huawei. Ngoài ra thì điện thoại Android chính chủ có kho ứng dụng Play Store, nơi kiểm soát bảo mật ứng dụng nghiêm ngặt hơn so với các cửa hàng ứng dụng của bên thứ ba. Bước kế tiếp thì những chiếc điện thoại Android tùy chỉnh này sẽ được bán trên phạm vi toàn cầu. Chúng kém an toàn và dễ dàng bị tấn công. Sau đó thì người dùng tại Mỹ vô tình gửi thông tin nhạy cảm đến ai đó đang dùng smartphone Huawei đã bị xâm nhập. Phần mềm độc hại trầu trực bên trong thiết bị Huawei có khả năng lấy được những thông tin nhạy cảm này. Hiển nhiên nhiều người không biết rằng họ đang liên lạc với chủ nhân của chiếc điện thoại Huawei kém an toàn và khi đó thì an ninh của Mỹ sẽ bị xâm phạm. Và trước khi bị Mỹ đưa vào danh sách đen thì Huawei là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thứ hai thế giới. The Fed cũng cho rằng thị trường smartphone sẽ bị xáo trộn rất đáng kể nếu Huawei ra mắt hệ điều hành riêng. Trước mắt thì Google vẫn sẽ tiếp tục cung cấp Android và các dịch vụ cốt lõi cho đối tác Trung Quốc đến hết ngày 19 tháng 8 và sau đó mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào thì phụ thuộc vào chính sách của chính phủ Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ Huawei quá gần gũi với chính quyền Trung Quốc. Quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định Huawei quá gần gũi với chính quyền Bắc Kinh và Washington rất quan ngại về tình trạng sử dụng ồ ạt công nghệ của hãng Trung Quốc. Theo CNBC, thì quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Shanahan đưa ra tuyên bố trên đối thoại tại Sarin ở Singapore tuần trước. Ông Shanahan quyết định chính quyền Washington rất lo ngại chuyện sẽ phải chia sẻ thông tin tình báo với các nước sử dụng công nghệ của tập đoàn Trung Quốc. Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, từng khẳng định nếu các quốc gia đồng minh của Washington tiếp tục sử dụng công nghệ và thiết bị của Huawei, thì mối quan hệ về hợp tác về tình báo có thể bị ảnh hưởng rất xấu. Một trong những điểm quan trọng của quan hệ liên minh là khả năng chia sẻ thông tin. Khi chia sẻ thông tin với đồng minh, chúng ta phải có các tiêu chuẩn bảo vệ thông tin chung. Chúng ta cần phải đảm bảo rằng các bí mật được giữ kín, tướng Dunford nhận định. Và đồng quan điểm với tướng Dunford thì quyền Bộ trưởng Shanahan cáo buộc Trung Quốc tìm cách ăn cắp để xây dựng hạ tầng công nghệ toàn cầu do nước này kiểm soát, bao gồm cả hệ thống 5G. Huawei là ví dụ điển hình cho chiến lược hiện hóa tham vọng kiểm soát công nghệ cao toàn cầu của chính phủ Trung Quốc, ông Shanahan mô tả. Năm ngoái thì Đầu Long Góc đã cấm mua bán sử dụng điện thoại và modem của Huawei, cũng như là LTE tại căn cứ quân sự của Mỹ trên toàn thế giới vì nguy cơ an ninh. Các thiết bị này dẫn tới những nguy cơ không thể chấp nhận được đối với nhân sự và các chiến dịch của Bộ Quốc phòng, người phát ngôn của Đầu Long Góc chia sẻ. Trên thực tế thì chính quyền Mỹ đã cảnh báo về việc sử dụng các thiết bị linh kiện của Huawei từ năm 2012. Hệ thống của chính phủ Mỹ không được phép có thiết bị của Huawei và ZTE và báo cáo của Ủy ban Tình báo Mỹ năm 2012 đã chia sẻ rằng hiện tại thì Bộ Tư pháp Mỹ đang chờ lệnh dẫn độ Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Văn Châu, con gái của người sáng lập Huawei là Nhậm Chính Phi. Hiện bà Mạnh đang được tại ngoại tại Canada. Ngoài ra thì Huawei cũng bị kiện tại bang Washington vì các cáo buộc ăn cắp bí mật thương mại của T-Mobile. 5G là hệ thống tạo ra Internet với tốc độ vượt trội hơn so với 4G, đồng thời sẽ đem lại lợi ích lớn cho những công ty công nghệ tương lai như là ô tô tự hành và nhà thông minh. Do đó thì ngày càng nhiều quốc gia đầu tư xây dựng hạ tầng 5G trên một quy mô lớn.